Mùa lạnh mà có tô cháo lòng để ăn là quá thích luôn phải không các bạn? Món cháo này thì mỗi nhà có cách nấu khác nhau một tí. Thanh thì thích rang gạo cho thơm trước rồi mới nấu. Mời các bạn tiếp tục xem hết video. Ba phao rưỡi xương heo cổ này á, Thanh nấu với 2 cốc gạo cho ra là 7 cho tới 8 phần ăn. Cho vô chút muối. Rồi xương heo xo lên như vậy là được rồi. Giờ mình đổ nguyên cái nồi xương heo ra rổ. Rồi dội rửa với nước lạnh để cho những cái mà miếng mình nó đen đen nó dính trên miếng xương á, nó được dội rửa sạch sẽ hết. Cho vô khoảng chừng là 3 muỗng canh dầu. Rồi khi mà giò nóng mình cho nửa củ hành bằm. Mình xào củ hành khoảng chừng 1 phút rồi sau đó mới cho tỏi vô. Mình cho vô là 4 tép tỏi, 4 tép tỏi bằm. Mình phi tỏi và củ hành tới khi mà có cái màu vàng nhạt như vậy nè, là cho gạo vô xào. Đừng đợi tới khi mà củ hành và tỏi có cái màu vàng đậm rồi mới cho gạo vô. Vì cộng thêm cái thời gian mình xào gạo tới khi vàng á, là củ hành và tỏi đã bị khét đen rồi. Mà gạo mình cho vô xào sớm quá thì mùi của gạo rang á, sẽ không có thơm tới. Cháo có cái mùi thơm hay là cháo có cái độ mà lền sánh ra sao á, là do gạo mình rang tới vàng nhạt hay là vàng đậm. Rang gạo càng vàng đậm á, thì khi gạo nở nhừ ra nó sẽ bớt cái độ lền sánh hơn là gạo mình chỉ rang sơ qua. Mình rang gạo nó vàng cỡ này là được nè các bạn. Lúc này gạo rất là thơm luôn. Thì cái nồi này Thanh để qua bên kia cho nó nguội bớt xuống rồi và Thanh mới châm nước vô nè. Rồi mình cho hết xương heo mà mình trụng mới xong á, cho vô lại nồi. Thanh cho vô nồi cháo tổng cộng là 20 cốc nước. Và mình cho vô là nửa muỗng canh muối. Và 2 muỗng canh đường. Nấu sôi lên mà hớt bọt bỏ đi. Rồi mình dặn lửa xuống thấp nhất, đậy nắp và nấu liu riu, hầm liu riu khoảng chừng 40 phút là thịt heo mềm tới đó. Cháo lòng mà mình dùng thịt ở trên xương heo cho vô nồi cháo á, thì theo Thanh á, thấy ngon hơn là thịt mình luộc một cục to rồi sắc thành lát. Cái cục xương heo nè, mình lóc những cái miếng thịt, lóc miếng thịt to to ra. Mình lóc được nhiều hay nhiêu. Miếng thịt này mình sẽ cho vô lại nồi cháo. Rồi mình cho thịt mình lóc từ xương heo vô lại nồi cháo. Thì hiện tại là Thanh không có mở đèn bếp. Và cái màu cháo này là cái màu trung thực nè. Thanh nêm vô cháo là 7 muỗng canh nước mắm, gần 2 muỗng canh đường và nửa muỗng cà phê muối mà Thanh không có thâu cái phần đó. Bột ngọt. Huyết Thanh mua loại tươi đem về nhà luộc, luộc chín xong rồi mới sắc thành từng miếng vừa ăn. Gan, huyết và bao tử đó cần luộc riêng và khi luộc cho vô nồi một ít đường và muối. Riêng cái nồi bao tử thì mình cho thêm gừng sắc lát vô nữa. Luộc khoảng chừng 25 phút là bao tử mềm. Khi mà gan và bao tử chín rồi đó thì mình vớt hai thứ này ra, ngâm vào thau nước lạnh tới khi mà hai thứ hết nóng rồi mới sắc thành miếng.
Nồi cháo này với 2 cốc gạo đủ cho là 7 tới 8 phần ăn. Cháo lòng thì thường có gan, tim, phèo non, bao tử, huyết rồi. Nhưng nhà Thanh thì không có ăn phèo non và tim. Trong nồi Thanh cho vô là bao tử, huyết và thịt heo thôi, còn gan á khi nào ăn mới cho vô từng tô. Gừng thì mình có thể cho vô nồi luôn, cho vô khá khá hay là cho vô từng tô riêng cũng được.